二百九十一天，二千九百 r 十一。我们学了几年中文了？我，们，学，了，几，年，中。 文我们学了几年中文了?我们学了几年中文了?我们学了几年中文了. Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Không cần cố đi ôn tập từ mới và bài khóa cái gì cả. 不用刻意去复习生词和课文什么的。Đi dễ cao gót thận mỏi chân，穿高跟鞋真累脚。Không rõ lắm，不太清楚。 thảm quá à. Khó chả nào. À? Đi thang máy lên trên. Tuyệt đối. Chứa Để đâu. phẳng nả. Tận mắt nhìn thấy. 亲眼看见。漏电。首先，nhìn sáng vẻ trông có vẻ。Về, về, 看样子。sẽ chịu thoải mái。舒服。lên người。上身。 liệu có trông béo hay không? Khuẩy bú khuẩy chén phẳng. Vừa lựa chọn. Căng theo. 190.000 Việt Nam đồng. Nguyên văn là 19 vạn Việt Nam đồng. Sứ chiếu hoài Việt Nam đồng. mua nhiều thêm mấy chiếc. Tua mái chỉ tiền. Trả bạn tiền. Cấy nỉ chén. Đánh giá tốt, bình luận tốt. Khảo phính. Trời, trời ạ. Thiên à. Quá khen rồi. 过奖了。大好没难听中 r ồ 学了几年中文了。